Thời sự quốc tế 22 tháng 12 Israel tuyên bố hạ 8.000 thành viên Hamas Hơn 20 nước gia nhập liên minh ứng phó Houthi trên biển đỏ Tổng thống Ukraine nói kế hoạch và hoạt động quân sự của Nga đang trở lại Ukraine tiết lộ lượng tên lửa UAV Nga đã phóng ra trong 22 tháng chiến sự Nga tuyên bố hợp tác quốc phòng toàn diện với Triều Tiên Quan chức quân sự hàng đầu Mỹ và Trung Quốc lần đầu nói chuyện sau hơn một năm. Hoa Kỳ nói không thể bất kỳ thay đổi giọng điệu nào của Trung Quốc về Đài Loan. Trận động đất ở Cam Túc tiết lộ sự thật về nghèo đói ở nông thôn Trung Quốc. Quý vị đang theo dõi một thời sự quốc tế ngày 22 tháng 12 của DKN. Quý vị có thể liên hệ đặt quảng cáo trong bản tin của chúng tôi qua số điện thoại 0925 893 893 hoặc email bba.dkn.tv. Sau đây là phần nội dung bản tin. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà xanh sang tuyết sùng đô. Trà có vị đậm, chát nhẹ, ngọt hậu và rất được nước. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, Trần đô Đốc Daniel Hegari, nói rằng kể từ khi kết thúc lệnh ngừng bắn tạm thời ở giải Gaza vào ngày 1 tháng 12, quân đội Israel đã giết chết hơn 2.000 thành viên Hamas trong các cuộc tấn công. Con số này nâng tổng số tay súng Hamas thiệt mạng kể từ khi hai bên bắt đầu cuộc chiến lên 8.000. Ông Hagari nói trong cuộc họp báo buổi tối ngày 21 tháng 12 rằng, Chúng tôi đã tăng số lượng quân chiến đấu ở phía đông Khan Yunis. Chúng tôi đang chiến đấu ở đó với quyết tâm, với năm lữ đoàn bộ binh và công binh chiến đấu, tập trung vào chiến đấu ở lòng đất. Liên quan đến giao tranh ở phía Bắc, ông Hagari cho biết, Hezbollah đã biến miền Nam Liban thành khu vực chiến đấu và tiếp tục gây nguy hiểm cho tương lai của toàn bộ Liên bang. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tách Hezbollah ra khỏi biên giới. Ngày 21 tháng 12, Ngũ Giác Đài cho biết tổng cộng hơn 20 quốc gia đã đồng ý tham gia liên minh mới do Mỹ dẫn đầu nhằm bảo vệ giao thông thương mại ở Biển Đỏ khỏi các cuộc tấn công của phong trào Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, ít nhất 8 quốc gia đã đăng ký tham gia liên minh, từ chối nêu tên công khai. Một dấu hiệu cho thấy hoạt động này có tính nhạy cảm chính trị khi căng thẳng khu vực gia tăng do cuộc chiến Israel-Hamas. Phát ngôn viên ngũ giác đài, Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết, Chúng tôi hiện đã có hơn 20 quốc gia đăng ký tham gia. Chúng tôi sẽ cho phép các quốc gia khác nói về sự tham gia của họ. Ngày 18 tháng 12, Hoa Kỳ thông báo lập liên minh 10 nước với tên gọi Chiến dịch Bảo vệ Thịnh vượng OBG để ứng phó các vụ tập kích của Houthi nhằm vào tàu hàng ở Biển Đỏ. Ông Ryder nói thêm, mỗi quốc gia sẽ đóng góp cho khả năng của mình. Một số trường hợp là tàu, số khác có thể là nhân lực hoặc hình thức khác. Cuộc khủng hoảng ở Biển Đỏ bắt nguồn từ cuộc chiến giữa Israel và nhóm Hồi giáo Palestine, Hamas cầm quyền ở Gaza. Các lực lượng ủy nhiệm của Iran, bao gồm Houthi và Hezbollah của Lebanon, đã bắn tên lửa vào Israel kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Trong khi đó, Houthi đã tăng cường các cuộc tấn công vào Biển Đỏ đe dọa nhắm mục tiêu vào tất cả các tàu đang hướng tới Israel và cảnh báo các công ty vận tải biển không được giao dịch với các cảng của Israel. Hải quân Hoa Kỳ, Hải quân Anh và Pháp đã đáp trả bằng cách bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa của Houthi. Ngày 21 tháng 12, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine nhận được tín hiệu rằng kế hoạch và hoạt động quân sự của Nga đang trở lại. Trong bài phát biểu vào đêm 21 tháng 12, ông zelensky cho biết điều này đã được ghi nhận trong một báo cáo do ban giám đốc tình báo quân sự edua đưa ra tổng thống ukraine nói có một báo cáo riêng từ edua kế hoạch của đối phương hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng nga có những tín hiệu cho thấy sự chậm lại hiện chưa rõ liệu tổng thống ukraine đang đề cập cụ thể đến ngành công nghiệp quốc phòng của nga hay các chiến thuật và mục tiêu của nga theo nghĩa rộng hơn trong một báo cáo vào tối 21 tháng 12, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về việc Nga ngừng tấn công và di chuyển dọc theo mặt trận dài 1.000 km. Ukraine cho biết ít nhất 30 cuộc tấn công của Nga gần Avdiivka và 11 cuộc tấn công xung quanh Marianka gần đó đã bị đẩy lùi. Ngày 21 tháng 12, Ukraine cho biết Nga đã phóng khoảng 7.400 tên lửa và 3.700 UAV kiểu ra vào các mục tiêu ở nước này từ khi chiến tranh bùng phát. Phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat cho hay, chúng tôi đang phải đối mặt với đối thủ mạnh và chúng tôi đáp trả. Theo ông Inat, trong 22 tháng chiến sự, Nga đã phóng khoảng 7.400 tên lửa và 3.700 máy bay không người lái UAV tấn công dòng xa hết vào các mục tiêu ở Ukraine. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 1.600 tên lửa và 2.900 UAV. Ông Inat cho biết tỷ lệ bắn hạ tên lửa thấp hơn UAV do Nga sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo siêu thanh có bị đánh chặn hơn nhiều. Trong giai đoạn đầu chiến tranh, Ukraine chủ yếu chỉ sử dụng các hệ thống phòng không đời cũ, một số tổ hợp Patriot tiên tiến chỉ mới tham chiến gần đây. Ukraine đã nhận được các hệ thống phòng không hiện đại từ phương Tây, trong đó có Patriot, cho phép nước này bắn hạ nhiều tên lửa hơn. Trong khi đó, UAV Sahed được sản xuất với giá rẻ, được sử dụng ngày càng thường xuyên trong các cuộc đập kích đường không của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, cách xa chiến tuyến miền Đông và miền Nam. Ông Ina cho biết, lực lượng phòng không ở 10, 15 vùng tham gia bắn hạ UAV Sahed mỗi đêm. Nga nói chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự, song cũng thừa nhận tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine vào mùa đông để tăng sức ép với Kyiv. Nga bắt đầu khai triển UAV tấn công cơ sở hạ tầng Ukraine vào tháng 9 năm 2022. Ban đầu, UAV khiến hệ thống phòng không Ukraine lúng túng, vì radar phòng không khó phát hiện chứng hơn tên lửa, buộc kỹ phải thích nghi. Việc sử dụng UAV trong các cuộc tấn công hàng loạt sau đó gây ra tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Ukraine vì chúng có giá thành sản xuất rẻ, nên việc bắn hạ bằng tên lửa phòng không đắt tiền là không hiệu quả về mặt chi phí. Ông Inat lưu ý, Chúng tôi đã đánh chặn chúng bằng mọi thứ sẵn có, kể cả súng tiểu liên. Ngay cả như vậy thì rõ ràng mục tiêu không hề đơn giản, khiến người ta có thể phạm sai lầm. Ukraine hiện sử dụng nhiều phương tiện gắn súng máy để bắn hạ UAV. Truyền thông phương Tây và các nhà phân tích đã công bố một số bằng chứng, trong đó có ảnh vệ tinh, cho thấy Nga đang xây dựng cơ sở sản xuất UAV kiểu xa hết của riêng mình. Nga hiện chưa phản hồi về những thông tin Ukraine đưa ra. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 21 tháng 12 xác nhận Moscow đã thiết lập hợp tác quốc phòng toàn diện với Bình Nhưỡng. Ông Gerasimov cho biết trong bài phát biểu cuối năm, tiến trình hướng tới phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và Ấn Độ đang tiếp tục. Hợp tác toàn diện tích cực với Triều Tiên đã được thiết lập. Tuyên bố của ông Gerasimov được đưa ra trong bối cảnh Nga và Triều Tiên gần đây tăng cường các chuyến thăm cấp cao Bộ trưởng Quốc phòng Nga hồi tháng 7 thăm Triều Tiên, hai tháng sau, Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức hội nghị thượng đỉnh với chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Trong chuyến công du đầu tiên kể từ năm 2019, lãnh đạo Triều Tiên đã tới Nga gặp tổng thống Putin và loạt quan chức cấp cao nước này cũng như thăm nhiều địa điểm quân sự, công nghệ quan trọng của nước này. Mỹ cho biết Nga có thể đang giúp Triều Tiên né tránh các lệnh trừng phạt của Liên hiệp quốc, đặc biệt trong các chương trình tên lửa đạn đạo và kỹ thuật hàng không vũ trụ. Điện Kremlin cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ. Mỹ và đồng minh cũng bày tỏ lo ngại ông Kim Jong-un có thể cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga trong bối cảnh Moscow tiến hành cuộc chiến ở Ukraine. Các nhà lập pháp Hàn Quốc cho rằng Nga đã giúp Triều Tiên phóng thành công vệ tinh trinh sát cách đây một tháng. Quan chức quân sự hàng đầu Mỹ và Trung Quốc lần đầu nói chuyện sau hơn một năm. Ngũ sát đài cho biết Tướng C.Q. Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã điện đàm với Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hiệp Quân ủy Trung ương Trung Quốc Lưu Trấn Lập vào ngày 21 tháng 12, đánh dấu cuộc trò chuyện đầu tiên như vậy sau hơn một năm. Cuộc họp qua video diễn ra sau thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng trước nhằm nối lại quan hệ quân sự bị Bắc Kinh cắt đứt, sau khi Chủ tịch Hạ viện lúc đó là bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan tự trị vào tháng 8 năm 2022. Theo hãng tin Reuters, ông Brown và ông Lưu Trấn Lập đã đề cập đến một số vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu. Các quan chức ngũ giác đài cho biết, việc liên lạc giữa quân đội hai nước là rất quan trọng để ngăn chặn những tính toán sai lầm dẫn đến xung đột. Văn phòng của ông Brown cho biết, tướng Brown đã thảo luận về tầm quan trọng của việc hợp tác để quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm tránh tính toán sai lầm và duy trì các đường dây liên lạc cởi mở và trực tiếp. Tướng Brown nhắc lại tầm quan trọng của việc quân đội Trung Quốc tham gia vào cuộc đối thoại thực chất để giảm khả năng xảy ra hiểu lầm. Tháng trước ông Brown cho biết ông đã gửi một lá thư giới thiệu cho tướng Lưu nói rằng ông sẵn sàng gặp mặt. Các quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng ngay cả khi khôi phục được một số liên lạc quân sự, việc tạo dựng một cuộc đối thoại thực sự hiệu quả giữa hai bên có thể mất thời gian. Một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang tìm kiếm sự mô hồ trong quan hệ quốc phòng để hạn chế những gì Bắc Kinh coi là hành động khiêu khích quân sự của Mỹ trong khu vực. Washington và Bắc Kinh đang bất hòa về nhiều vấn đề, từ tương lai của Đài Loan đến các yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông. Quan hệ ngoại giao hai nước đang phục hồi sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu bị nghi là do thám của Trung Quốc vào tháng 2. Hoa Kỳ nói không thấy bất kỳ thay đổi giọng điện nào của Trung Quốc về Đài Loan. Phản hồi về việc truyền thông đưa tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Joe Biden rằng Bắc Kinh sẽ thống nhất Đài Loan. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo cho biết, Washington không thấy bất kỳ thay đổi nào trong giọng điệu của Trung Quốc đối với hòn đảo. Đài NBC News và các phương tiện truyền thông khác ngày 20 tháng 12 đưa tin rằng, ông Tập đã nói với Biden trong hội nghị thượng đỉnh gần đây ở San Francisco rằng Bắc Kinh sẽ thống nhất Đài Loan với Trung Quốc đại lục, nhưng thời điểm vẫn chưa được quyết định. Trả lời phỏng vấn CNBC vào ngày 21 tháng 12, bà Raimondo nói rằng, tôi không thấy bất kỳ thay đổi nào. Tôi đã tham dự cuộc họp, Tổng bí thư tập không nói bất cứ điều gì với chúng tôi mà ông ấy chưa từng nói trước đây. Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết thêm, đó là một cuộc thảo luận tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo thế giới. Nó thẳng thắn, tích cực và trực tiếp. Cuộc thảo luận có bàn về Đài Loan nhưng không có tin tức mới. Trên cuộc họp thượng đỉnh ở San Francisco vào tháng 11, ông Biden và ông Tập đã đồng ý mở đường dây nóng và đối lại liên lạc quân đội hai nước. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, ông Tập đã kêu gọi Washington ngừng gửi vũ khí tới Đài Loan bỏng hộ việc thống nhất hòn đảo với đại lục. Trong khi đó, Tổng thống Biden cho biết ông nhấn mạnh sự cần thiết của hòa bình ở eo biển Đài Loan. Một quan chức Mỹ nói thêm rằng Tổng thống Biden lập luận để duy trì hiện trạng và để Trung Quốc tôn trọng tiến trình bầu cử của Đài Loan. Vào ngày 18 tháng 12, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra ở huyện Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng hết sức để ngăn chặn thiệt hại do trận động đất gây ra. Chiến thắng nhà nước Trung Quốc tuyên truyền về cuộc giải cứu được thực hiện, kịp thời và mạnh mẽ như thế nào. Tuy nhiên khi các phóng viên đi sâu vào vùng thảm họa, cảnh nghèo đói ở các vùng nông thôn địa phương ở Cam Túc cũng được tiết lộ cho thế giới. Vào ngày 21 tháng 12, tài khoản công khai WeChat – Bình Thúc Liêu Sự đã đăng một bài viết có tiêu đề Trận động đất cam túc, tiết lộ bộ mặt thật của tình trạng nghèo đói ở nông thôn. Ai đang lừa dối ai? Bài viết nói rằng trận động đất, đất ở Cam Túc đã cho phép phần lớn cư dân mạng nhìn thấy tình trạng nghèo đói ở một số vùng nông thôn. Tài khoản WeChat viết rằng, thật buồn khi chứng kiến những ngôi nhà bằng bùn đó bị trận động đất phá hủy. Theo bài viết, qua những bức ảnh có thể thấy rằng tại khu vực xảy ra thảm họa, nhà ở của các nạn nhân như những năm 1950 và 1960. Tuy nhiên, theo số liệu chính thức của địa phương, tất cả cư dân nông thôn đã thoát nghèo và tình hình phát triển rất tốt. Vào ngày 20 tháng 12, một kênh truyền thông cũng đăng một bài báo, chúng tôi thấy hiện tượng nghèo đói ở miền Tây Trung Quốc sau trận động đất cam túc và đây cũng là Trung Quốc thực sự. Bài đăng cho rằng, sau khi những bức ảnh về nhà ở nông thôn ở các khu vực bị thiên tai ở Cam Túc được truyền thông đăng tải, chúng ta một lần nữa chứng kiến cảnh nghèo đói ở vùng nông thôn Trung Quốc, làm sao một ngôi nhà làm bằng gạch nung có thể chịu được động đất. Bài báo viết, chúng tôi cảm thấy buồn cho các nạn nhân và càng lo lắng hơn cho những người sống sót. Trên Internet đại lục, nhiều cư dân mạng bình luận một trận động đất ở vùng nông thôn tỉnh Cam Túc vào đêm khuya cho chúng ta thấy rằng vẫn còn những vùng nghèo đói tương tự như Afghanistan trên đất Trung Quốc. Một số cư dân mạng cho rằng không chỉ cam túc mà hầu hết các vùng nông thôn ở Trung Quốc đều có hiện tượng nghèo đói này. Phía Đông cũng có những nơi nghèo đói tương tự và hậu quả của sự phát triển mất cân bằng chắc chắn sẽ như thế này. Một số cư dân mạng tiết lộ rằng trong cái gọi là xóa đói giảm nghèo, các quan chức các cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều tham nhũng. Một cư dân mạng cho biết tôi đã tham gia vào toàn bộ công việc xóa đói giảm nghèo bên ngoài. Tất cả chỉ là giảm nghèo trên giấy tờ và cấp trên đã có để biện đặt dữ liệu để đối phó với các cuộc kiểm tra. Kính mời quý vị cùng thưởng thức hồng trà san tuyết sùng đô của Đạm Thủy. Trà có vị ngọt mật sâu lắng, được lên men hoàn toàn tự nhiên. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, mục thời sự quốc tế của DKN đến đây tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contactacom.dkn.tv Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.